Cơ quan an ninh Nga FSB ngày 23 tháng 3 nói rằng, những nghi phạm khủng bố tấn công nhà hát Crocus City ở khu vực Moscow vào tối ngày 22 tháng 3 đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine. Có bốn nghi phạm đã bị bắt ở vùng Priansk gần biên giới hai nước và đang di chuyển đến Moscow, FSB cho hay. Theo phía Nga, các nghi phạm của vụ tấn công vốn làm ít nhất 143 người thiệt mạng, dường như có liên hệ trên lãnh thổ Ukraine. FSB cho biết sau khi gây án, thủ phạm đã cố gắng bỏ trốn, lái ô tô về hướng biên giới nga ukraina Tuy nhiên, cả bốn nghi phạm đã bị bắt giữ trong vài giờ. Sau đó, Andriy Zuzov, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, đã bác bỏ thông tin mà Nga cung cấp, tuyên bố điều này hoàn toàn không có thật. Bạn không cần phải là một chuyên gia an ninh để hiểu tình huống này. Cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine đã diễn ra hơn 2 năm và các vùng lãnh thổ biên giới đã tràn ngập binh sĩ, đặc vụ, đại diện các cơ quan tình báo và lực lượng hành pháp Nga. Ông nói, Theo ông, khu vực biên giới giữa hai nước bị giải mìn và Nga tiến hành các hoạt động trinh thám dọc khu vực, bao gồm cả trên không. Ngoài ra, các khu vực như Belgorod và quốc của Nga đang xảy ra các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thân Ukraine nên mức báo động an ninh luôn ở mức cao. Vì vậy, ông Zusov cho rằng các nghi phạm sẽ không thể chọn phương án chạy sang Ukraine. Trước đó, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công IS thậm chí đăng cả ảnh các nghi phạm lên trang Telegram của nhóm khủng bố. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến khốc liệt giữa nhà nước Hồi giáo và các quốc gia chống Hồi giáo. Kênh thông tin của Ahmad của IS cho biết, Nga vẫn đang điều tra vụ việc và chưa đưa ra kết luận về chủ mưu vụ tấn công khủng bố tàn bạo. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Nga cho biết, toàn bộ nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố là người nước ngoài, nhưng không nêu rõ người nước nào. Ngoài ra, Sputnik đưa tin, trong quá trình thẩm vấn, một nghi phạm tự nhận mình là Azab Alizaden, thừa nhận đã bỏ chạy đến vùng Bryansk cùng với các nghi phạm khác. Nga tới nay đã bắt tổng cộng 11 nghi phạm. Guardian dẫn thông tin mới nhất từ Ủy ban điều tra Nga cho biết, tổng số người thiệt mạng trong vụ tấn công cho tới nay là 143 người, tăng cao so với con số công bố trước đó. Trước đó, các hãng truyền thông Sputnik và Al Jazeera dẫn thông tin từ Ủy ban điều tra Nga cho biết, số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhà hát ở khu phức hợp Crocus City, ngoại ô Moscow đã tăng lên 93 người, trong đó có 3 trẻ em. Ngoài ra, ít nhất 187 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng, nạn nhân trẻ nhất là 33 tuổi, già nhất là 71 tuổi. Dữ liệu sơ bộ cho thấy nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là vết thương do đạn bắn và ngộ độc khí. Theo điều tra sơ bộ, những kẻ khủng bố đã sử dụng súng máy để tấn công và dùng chất lỏng dễ cháy để phóng hỏa hội trường nhà hát. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, chính quyền sẽ hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân và gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công. Mức hỗ trợ dao động từ 500.000 giúp đến 3 triệu giúp. Ngoài ra, chính quyền sẽ tổ chức lễ tang cho các nạn nhân thiệt mạng. Thông cáo của FSB cho biết, sau khi thực hiện vụ tấn công khủng bố, nhóm tội phạm có ý định vượt qua biên giới Nga-Ukraine và có liên hệ với phía Ukraine. Cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố đang được tiếp tục. Trước đó, Nghị sĩ Nga Alexander Khinsten nói rằng các nghi phạm bị bắt khi đang lái ô tô tẩu thoát. Ô tô này bị lực lượng Nga giữ lại ở vùng Bryansk, cách Moscow khoảng 340 km về phía tây nam, vào tối 22 tháng 3. Giới chức trách đã tìm thấy súng lục, súng trường và các hộ chiếu quốc tịch Tajikistan bên trong ô tô. Nga cáo buộc Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố, tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ. Truyền thông địa phương cho biết Giới chức trách Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm trong đó có 4 nghi phạm bị cho là trực tiếp tham gia vào vụ tấn công. Ngày 23 tháng 3, Phó đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thương mại Krokus, ngoại ô thủ đô Moscow và kêu gọi tất cả các quốc gia hợp tác với Nga để xác định những người chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, các thành viên của Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết phải quy trách nhiệm cho những kẻ thủ phạm, những người tổ chức, tài trợ cho các hành vi khủng bố đẫm máu này và đưa những kẻ này ra trước công lý. Để đạt được mục tiêu này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các quốc gia, theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, tích cực hợp tác với chính phủ Liên bang Nga cũng như tất cả các cơ quan có thẩm quyền khác, nhằm tìm ra những kẻ khủng bố và những cá nhân, tổ chức đứng đằng sau tài trợ, hậu thuẫn cho những kẻ khủng bố các thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và người dân Nga, đồng thời chúc các nạn nhân đang bị thương nhanh chóng bình phục. Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế, Interpol, cũng đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố và tuyên bố tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra do chính quyền Nga tiến hành. Những gì xảy ra hôm qua ở Moscow, rõ ràng là cách mà tổng thống Nga Vladimir Putin và một số người đang cố gắng đổ lỗi cho những người khác. Họ luôn có những công thức khác nhau. Chuyện này từng xảy ra trước đây đã có những vụ đánh bom vào các ngôi nhà, các vụ xả súng và các vụ nổ. Họ luôn đổ lỗi cho người khác. Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối ngày 23 tháng 3, sau khi Tổng thống Putin tuyên bố rằng cả bốn nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công khủng bố ở Moscow đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Ông Putin, thay vì giải trình chính công dân Nga, lại im lặng suốt một ngày và nghĩ cách chuyển hướng câu chuyện sang Ukraine. Nhưng điều này hoàn toàn có thể đoán trước được ông Zelensky nói thêm. Trước đó vào tối ngày 22 tháng 3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường ở nhà hát Krokus City ở khu vực Moscow và bắt đầu tấn công những người có mặt trong khán phòng ngay trước khi chương trình âm nhạc diễn ra. Theo Sputnik, số người chết vì vụ tấn công đã tăng lên ít nhất 143 người và 107 nạn nhân khác đang được điều trị trong bệnh viện. Chính quyền Nga cảnh báo con số thương vong còn có thể gia tăng trong những giờ kế tiếp. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm coi vụ tấn công khủng bố tại Nga là cuộc tấn công tàn bạo nhất trong những năm gần đây và đăng ảnh những kẻ khủng bố. IS không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của lực lượng này. Tuy nhiên, giới chức tình báo Mỹ nói với các hãng truyền thông rằng không có lý do gì để nghi ngờ về tuyên bố của IS. Nga đã bắt tổng cộng 11 nghi phạm, một nghi phạm bị bắt giữ đã khai nhận rằng thực hiện kế hoạch giết người vì tiền. Bộ Nội vụ Nga cho biết toàn bộ nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố là người nước ngoài nhưng không nêu rõ người nước nào. Tổng thống Putin thông báo, cả bốn nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Trong khi đó, cơ quan an ninh Nga FSB nói rằng, những nghi phạm khủng bố tấn công nhà hát Kroger City đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine. FSB xác nhận, bốn nghi phạm đã bị bắt ở vùng Priansk gần biên giới Nga-Ukraine và được chuyển đến Moscow. Theo phía Nga, các nghi phạm của vụ tấn công dường như có liên hệ với các đối tượng trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Andriy Yusov đã bác bỏ thông tin do Nga cung cấp, tuyên bố điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Ông khẳng định Ukraine không liên quan tới vụ tấn công tại Nga. Theo ông Yusov, khu vực biên giới giữa hai nước bị giải mìn và Nga tiến hành các hoạt động trinh thám dọc khu vực, bao gồm cả trên không. Ngoài ra, các khu vực như Belgorod và quốc của Nga đang ghi nhận các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thân Ukraine, nên mức báo động an ninh luôn ở mức cao. Vì vậy, ông Zuzov cho rằng các nghi phạm sẽ không thể chọn phương án chạy sang Ukraine. Thư kỳ báo chí Nhà Trắng Karin jean Pierre cho biết, Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại Nga. Bà nói thêm rằng, IS, yes, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, là kẻ thù khủng bố chung cần phải bị đánh bại ở mọi nơi. Giới chức Nga cho biết hơn 70 đội cứu thương đã điều trị và sơ tán các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ở tây bắc thủ đô Moscow. Theo hãng tin AT, các tay súng đã xông vào trung tâm Krokus City Hall ở Krasnogorsk vào tối ngày 22 tháng 3 khi đám đông đang xem một ban nhạc tốc biểu diễn. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết ít nhất 60 người đã thiệt mạng và gần 150 người khác bị thương trong vụ xả súng. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công khủng bố. Các nhân viên y tế đã làm việc cùng với lính cứu hỏa để sơ tán những người sống sót ra khỏi trung tâm hòa nhạc giữa lúc các đám cháy đã xuất hiện ở tầng hầm và mái nhà. Bộ trưởng y tế Nga Mikhail Murasko cho hay 115 người đã phải nhập viện, trong đó có ít nhất 5 trẻ em. Theo ông, ít nhất 60 người lớn và một trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch. Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova chia sẻ với các phóng viên rằng hầu hết các ca phẫu thuật cần thiết đã được hoàn thành và những bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt đã được chuyển đi. Giới chức Moscow đã kêu gọi người dân hiến máu. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Belarus Alexander Hodzaev tuyên bố Minsk sẵn sàng gửi bác sĩ và vật tư y tế tới Nga nếu cần. Giám đốc FSB báo cáo với Tổng thống Putin về việc bắt giữ 11 người, trong đó có 4 nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố ở Krokus City Hall, dịch vụ báo chí Điện Kremlin cho biết. FSB đưa tin vụ nổ súng và hỏa hoạn xảy ra trước buổi hòa nhạc tại Krokus City Hall ở Krasnogos, ngoại ô Moscow. Theo dữ liệu mới nhất từ Ủy ban điều tra Nga, ít nhất 60 người đã thiệt mạng, nhưng con số này vẫn có thể tăng lên. Hiện công việc đang được tiến hành để xác định các đồng phạm khủng bố. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống, cho biết ông Putin đã được thông báo về vụ xả súng ở Krakow trong những phút đầu tiên. Ông nhận được thông tin về những gì đang xảy ra và các biện pháp được thực hiện thông qua tất cả các cơ quan liên quan. Sau đó, cơ quan báo chí của Tổng thống đưa tin rằng những người đứng đầu FSB, Bộ Nội vụ, Ủy ban Điều tra và Lực lượng Vệ binh Nga đã báo cáo với Nguyên thủ quốc gia về cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố. Người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp về các biện pháp cứu người, Bộ trưởng Bộ Y tế và Thống đốc khu vực Moscow về việc hỗ trợ các nạn nhân. Hàng trăm người đã xếp hàng bên ngoài bệnh viện ở Moscow để hiến máu cho những người bị thương trong vụ tấn công vào tòa thị chính ở Krakow, như được thấy trong video của RT và cơ quan truyền thông khác. Danh sách những người bị thương do Bộ Y tế khu vực Moscow công bố có hơn 140 mục. Hàng chục nạn nhân được cho là đang trong tình trạng nghiêm trọng. Thông tin cập nhật về số lượng thương vong dự kiến sẽ sớm được công bố một trong những nạn nhân nhập viện trong vụ xả súng ở tòa thị chính krokus cho biết cô sống sót bằng cách giả chết trong một cuộc phỏng vấn được một số cơ quan truyền thông nga chia sẻ người phụ nữ kể lại rằng những kẻ tấn công đã phát hiện ra cô cùng một số người khác và nhanh chóng nổ súng khi các nạn nhân bỏ chạy để thoát thân người phụ nữ nói tôi ngã xuống đất và giả vờ chết một cô gái ở gần tôi có lẽ đã thiệt mạng và cho biết thêm rằng khi ngọn lửa bùng lên trong tòa nhà cô nằm gần cửa để có cơ hội thở Người phụ nữ cũng bị bỏng vì hỏa hoạn cho biết cô đã có thể bò về phía lối ra vài phút sau đó. Thành phố Krokus, một địa điểm âm nhạc ở phía tây bắc thủ đô Nga, đã bị tấn công bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính vào cuối ngày thứ Sáu. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào khán phòng hòa nhạc trong trung tâm thương mại Crocus City Hall gần thủ đô Moscow tối ngày 22 tháng 3. Điện Kremlin cho biết tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của cơ quan an ninh liên bang gọi tắt là FSB, Ủy ban điều tra, lực lượng cảnh vệ quốc gia và các bộ nội vụ tình trạng y tế và khẩn cấp. Phó thủ tướng Tatiana Golikova cho biết ông Putin đã bày tỏ chia buồn và mong những người bị thương chóng bình phục sau vụ việc. Theo thông tin cập nhật từ ủy ban điều tra sáng ngày 23 tháng 3, số người thiệt mạng hiện là hơn 60 người, trong khi ít nhất 145 người bị thương đã được nhập viện điều trị. Thi thể những người thiệt mạng đang được kiểm tra để xác định danh tính. Ủy ban trên cho biết số nạn nhân có thể sẽ tiếp tục tăng. Người phát ngôn ủy ban này cho rằng hiện còn quá sớm để thông tin về những kẻ tấn công. Trên trang mạng của Bộ Y tế tại vùng thủ đô Moscow, ít nhất 9 trong số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Maria Zakharova cho biết toàn thể cộng đồng thế giới cần lên án hành động tội phạm man dợ này. Mọi nỗ lực đang được tập trung vào việc cứu người bị thương. Trong khi đó, nhà chức trách Nga đã cảnh báo nguy cơ tin giả về vụ tấn công trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn. Giới chức Nga cũng cảnh báo về khả năng có thể xảy ra tấn công mạng, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác tối đa. Trước đó vào tối ngày 22 tháng 3, một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc ngay trước giờ khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc tốc Picnic nổi tiếng của Nga và nổ súng tự động vào đám đông. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự dưng đã thừa nhận đứng sau vụ việc. Chính quyền thành phố Moscow đã thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này. Nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên. Các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở ngay một cuộc điều tra về vụ việc.